À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hung Nô để tàn phá thế giới. Như các bạn đã biết thì ở tập trước thì mình cũng đã bắt đầu và có thể nói là mình đã đàm phán hòa bình với một số cái thằng phương Bắc để mình xử lý cái thằng Amanatia này. Một cái thằng dợ dưới này. Tình hình là bây giờ quân của nó khá đông. Mình nghĩ là mình sẽ phải chơi giải quyết cái khu vực này. Đây này, nó đông lắm. Bây giờ là mình phải gây cản trở nó nhỉ. Có đã đến lúc các quân đoàn của Hung Nô chắc phải hợp nhất rồi, bởi vì mình đã đàm phán hòa bình với bọn phương Bắc. Các quân đoàn này của mình vẫn đứng ở đây để giám sát đấy nhỉ. Tình hình lương thực của mình thì cũng khá đấy, nhưng mà xét cho cùng về lâu về dài thì không chưa ổn. Mình đang đi vào cái vùng đất khá an toàn, bởi vì là khu vực này mình đã đàm phán được hòa bình rồi. À, nếu mình không xây cái gì thì mình chuyển sang chế độ cướp bóc, mình cũng kiếm được tiền mà nhỉ. Nếu trường hợp mình không xây cái gì, nhiệm vụ nó bắt mình phải cướp bóc mà. Tốn nhiều lương thực này liệu có ổn không nhỉ? Ôi, vùng này đang có dịch bệnh. Cẩn thận đi vào chết oan. Nếu tốt thì hai cánh quân này của mình sẽ gặp nhau à. Chưa hồi đầy quân. Xông lên đấy bây giờ hơi nguy hiểm nhỉ. Đứng chỗ này đi, cứ cần có thể chạy được. Cái quân này cũng vậy. Ô, mất khả năng di chuyển chứ. Căng nhỉ, bọn này nó đuổi theo thì chết rồi. Thôi được, kệ, để xem tình hình nào đã. Spy của mình này vào đây. Các spy của mình vẫn đang ở đây, chưa sợ. Có khả năng mình sẽ đàm phán hòa bình với mấy thằng kia đã. Diệt bớt cái thằng này đi, xong rồi mới tính tiếp được. Đoán được ngay. Hai đấu một à? Tiếc là quân của mình lại không mạnh phòng thủ. Nó không có kỵ binh mấy. Không mấy thằng tầm xa mà lính spy. Khá nhiều lính spy. Có vài thằng dìu thôi. Nếu mà đánh tốt thì mình vẫn ăn được trận này. Đàm trận chứ nhỉ. Sao này phải xoắn chúng nó thế? Lã bớt bọn dìu mấy spy của chúng nó trước. Bằng đánh hòa đồng không bông quạnh này cũng dễ mà. Ô, mình có 43 đội kỵ binh kìa. Hay bất lợi. Trời lại mưa đấy chứ. Trời lại mưa nữa. Nó không có kỵ binh, hình như có mỗi hai đội kỵ binh thì phải. Một hay hai đội kỵ binh thôi. Chắc trận này pháo sẽ phải bắn nhiệt tình. Chosen Warriors. Group ready.
Lạ chết nó chơi. Có tiếp viện nó vào được tới đâu nhỉ? Đánh bảo nó vào. Chưa nhìn thấy đâu mà. Đó. Tiếp viện đó. Không zoom được lên. Chơi huyền thoại này không zoom được đồ họa. Không zoom được màn lên. Map lên. Không nhìn thấy chúng nó đâu cả. Rồi đánh vào đây, đánh vào đây cho. Chạy đằng sau à. Giá chỉ có test studio nhỉ. Có test studio thì mọi việc rất là easy. Bắt đầu mất tập trung rồi. Đúng rồi. Đây. Mấy thằng dìu của nó không áp sát vào à? U gòm. Kệ đã, từ từ. Để chúng nó áp sát đi. Nó lại ra đây à? Ra đây. Thẳng đánh bọn nỏ nó cho anh. Nhanh. Bỏ hit and run đi. Pháo rồi. Lã đám đằng sau cho anh. Rồi, áp sát rồi. Rồi. Lùa. Số lượng pháo có hạn. À. Đúng rồi, ra đây. Đúng rồi. Ai giờ đúng ra mình phải cho tướng đi cùng áp bảo vệ cái xe bọn này. Tướng thì nó ăn được bọn. Giết con ngựa này của nó. Pháo hết đạn rồi. Đừng đánh nhau bọn Speed. Rồi, giải quyết được đám này rồi. Nhanh, không đánh nhau bọn Speed.
Được, xong. Rồi. Đây đây, đây 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 đây. Chỗ này có tướng đi cùng thì tinh thần chiến đấu nó lên. Áp sát vào, nó không bắn được đâu. Chỗ này nó toàn lính speed thôi, nên là mình không sợ lắm. Ô, thanh niên này. Không xa thế. Mấy thằng chiến binh được tuyển chọn này sông ác quá. Ok, không để chúng nó làm loạn. Phải đánh như này nó mới vui. Trận nào cũng thắng thì không thấy thích lắm. Ai ơi. Ăn làm sao được mãi. Nothing remains of this unit now. Rồi, chúng nó đang bỏ chạy hết rồi. Mày liều à? Giết, giết. Con ngựa cuối cùng. Ủa nó có đông thế nhỉ? Một con ngựa duy nhất mà vẫn chạy này cả. À, tướng địch đã chết rồi. Địch đã chết thì chúng nó sẽ mất tinh thần. Rồi ăn luôn. Tướng địch đã chết thì chúng nó mất tinh thần. Ăn luôn, ăn luôn. Đội quân chúng ta đông thế này cơ mà. Xông vào. Tướng đừng mình cùng nhau ở đây. Vào đến tầm này rồi thì cứ để mấy thằng này khử. Gì chứ, bọn này nó chém được. Mất khẩu pháo à. Ăn rút ra. Ăn rồi đấy. Úi dồi ôi. Thế nó mới vui chứ. Đứng vào đây. Ôi bọn này không cần. Ăn bọn này cho anh. Chosen Warriors về đây.
của anh. Hai con ngựa này nó vẫn bắn rồi. Xong rồi. Tàn sát chúng nó cho anh. Không để chúng nó sống sót. Được lệnh tàn sát. Vòng nặng hết nhỉ. Nặng hết. Thôi rồi. Một chiến thắng đắt giá. Úi giời ơi. Đội kỵ cung ác quỷ của mình bị đánh ác quá. Hay quá, như này mình có thể cầm chân được. À. Cho thằng kia xuống. Nó còn một quân đoàn kia thôi. Được. Còn quân để đánh nhau cu. Này mình phải vòng quân đội kia xuống được dưới này để đốt khu dưới này thôi. Mình hòa bình với bọn trên kia rồi. Vừa đánh vừa đàn thôi. Bây giờ một cái tuyên chiến với cả thế giới rồi. Ngay. Cái bọn trên kia nó còn đang bận đánh nhau thì cứ cho nó đánh nhất nhau đi. Địch đã chết trong trận chiến. Mày mình lại hồi được quân nữa, mình đang cắm trại. Cái gì đây? Tăng đam, tăng giáp à? Ờ, tốt quá. Như vậy thì à, mấy thằng này đúng không? Vừa đánh nhau đúng không? Không phải xoắn, nó chỉ còn đám tàn quân. Xong. On the move, lads. Diệt hết. Chờ cái cánh quân kia xuống thôi. Bây giờ mình tấn công vào đây thì à, cũng được đấy, nhưng mà chạy à con, chạy à. Sword of my people. Chạy thì gặp phải thanh niên này. Ô. Nó đầu độc làm quân của mình không di chuyển được à? Nó đầu độc làm mình không di chuyển được à? Nó đầu độc làm mình không di chuyển được à? Đi hai quân đoàn. Mày còn láo nữa không? Ngắn hạn thì nó chưa dám đánh mình nữa. Chỗ này thì thanh niên này à, thực ra cũng chỉ mất mỗi một cái đội này thôi mà nhỉ. Còn đội ngựa này thì tí nữa bảo thằng kia nó chuyển cho. Đây. Ủa, thanh niên này chưa lên lính đời cuối à? Lên rồi chứ nhỉ? Đây. Chống kỵ binh. Nó có đội hình nữa. Con này không có đội hình nhưng mà nó lại máu trâu, giáp trâu, phòng thủ trâu. Mỗi thằng nó có một cái lợi. Thirsty for battle.
that's all. Starting out. Cắm trại. Tengri guides my steps. Your next command? Water be praised. How can I help? Get moving. Is there nothing else? Nó bảo là mình đi lên đất của nó mà không xin phép à? What the fly? Có cái gì mà phải xin phép? Ready for action. Thế thôi. Con mụ béo này dám phá hoại quân đoàn của mình. Mấy thằng spy này thấp thấp quá, không ăn được nó rồi. Success, of course. Hay rồi, may quá. Di chuyển thằng này xuống nè. I could do more. I am done. Qua be praised. How can I help? Di chuyển dần xuống các điệp viên của mình xuống để còn giám sát ở tầm gần. Không cần giám sát tầm xa. Yes. Đốt cái thành này. Đốt đây à? Còn thằng nữa, một thằng nữa mà mình chưa hòa bình được. Này. Con này này, hòa bình đấy nhỉ? Do not attempt to sweeten truth with honey. À, 6.000 cũng được. Không muốn chiến tranh nhiều. Thanh niên này. You have the ear of my people. Hả? Thanh niên này lọ mọ ra đây để chết à? Lần vẩn đâu đó chỗ này. Được, vào đây. Mình hòa bình nốt với thằng này rồi thì bây giờ bọn này nó sẽ tổng lực tấn công xuống bọn này. Ok, đấy là vấn đề là mình đang cần đấy. Thế thôi. Yes. Hành động thu thập tình báo kinh. Với việc mình hòa bình với bọn phương Bắc này thì bây giờ hòa bình được mấy thằng phương Bắc. Tuyển được mấy thằng Testudo nhỉ? Bây giờ bắt đầu mình mới thấy thích tiếc mấy thằng Testudo ấy. Quý tộc sinh con. À, hình như mình không lâu cũng ai. Quên không bổ nhiệm cho mấy thằng tướng lĩnh rồi. Từ nhá, bắt đầu từ vác tướng. Tướng mà lại không bổ nhiệm cái gì này. Ây chà. Chưa bổ nhiệm được à? Hmm.
Sassanid. Cả hai con này, mày cứ đứng ở đây à? Mày cứ thích ám sát quân đoàn của anh. Yes, what? I like wrecking things. Úi giời. Đây có thằng này nhiều sao nhất này. Khai thác tham nhũng, phá hoại quân đoàn nước ngoài. Hành động ép buộc thu phục mục tiêu á. Nghe cũng thú vị nhỉ. Warriors all. For the tribe. Sao đây cho nó. Sao đây cho nó hai đội xạ kỵ nữa. Get moving. Rồi, cắm trại xuống. Cắm ra. Âm nhiều tiền thế. Are you ready to do your duty? Từ từ. Come, sit, share my fire. Bên là một cái làng nhỏ. Một cái làng nhỏ cho cái đội kỵ binh này tấn công. How can I help? Let them go. Cướp phát trong cắm trại. We take this settlement for the tribe. Ngay à. Đánh kiểu này auto lại tốn quân. Đây là một trong những quân đoàn cực kỳ thiện chiến. Nào ra đây cu. Nó xem bắn đá nó phải ra chứ. Bắt buộc nó phải ra mà. The enemy approaches. Kỵ cung ác quỷ. Rồi ra rất ra cái vùng đất trống này đã, tránh cái tầm bắn của pha tháp canh đối phương. Bắt một phe làm chư hầu thì nó cũng tính cho mình là coi như đã hủy diệt phe phái đó hoặc là thành công. Thì có lẽ mình cũng không cần phải tiêu diệt hết chúng nó làm gì. Đấy.
thế. Mặc dù sau thì có thể chúng nó sẽ lại làm phản, chả sợ lắm. Bắn đạn thường này thì thời gian thay đạn nó nhanh. Cộng thời gian thay đạn giảm sĩ khí. Không di chuyển à? Liều nhỉ? Chết mấy thằng cung tên này. Liệu bắn nó đã đi ra hướng này. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Xuống rồi. Chết cơ xuống. Của nó bị điên này. Lùi lại. Lùi lại, cho nó vào. Cho chúng nó tiến sâu tí nữa. Chưa vào tầm của pháo mình đâu mà. Ai ơi, bắn nhanh phết nhở. Chịu làm sao được. We have gained the upper hand. A glorious victory. Xem mình hồi được nhiều quân không đã. Chết 71 thằng. Chọn hồi quân thì chắc là hồi được chút xíu. Ai già. Rồi. Cướp phát đã. Cướp để cắm trại. For the gods. Quar be praised. How can I help? Đã có thanh niên này chuyên đi đi đốt rồi. None will escape.
sao? Ông hơi nhiều tiền đấy. Ôi, tướng này xảo quyệt thẩm quyền nhiệt huyết thì cao. Có cái gì nó tăng được không? Cho bộ binh à? Cái thằng này nó chơi kỵ binh mà. Giáp cho đạo quân chỉ huy. Tốc độ di chuyển. Phạm vi di chuyển này. Ôi, thằng này rất thông minh luôn. Kiêu ngạo. Chỉ có một điểm trừ duy nhất đó là tính kiêu ngạo. Nhưng mà thường nó là như vậy. Những thằng nó giỏi thì nó cũng thường kiêu ngạo. Nhiệt huyết. Đây, lên cấp nữa nó cộng 2 điểm nữa vào đây thì thôi xong rồi. Bá luôn. For the tribe. Sword of my people. Vấn đề của việc cắm trại này là có hết lương thực không nhé? Cho cánh quân này ta tấn công từ dưới lên, còn cánh quân bên dưới này đang đam nữa kìa. Một lượt nữa mua đủ quân. Nhưng mà quân vẫn đang phải chờ hồi. À lâu ạ. Yes. Mình vừa thấy có một thằng đi sang đây. À đây. Quân có mấy thằng này làm ăn gì? Thằng này I have little gain in wasting the day. Diệt luôn, sợ gì? Đánh được ai? Xe gắn tên kỵ binh. For the gods. Đằng nào mình cũng có khi mình phải nhóm mấy đội quân này vào. Mình nghĩ là mình sẽ tuyển nó sang cái lính spy một ít. Một, hai, ba, bốn. Thêm hai thằng lính spy đấy. Are you ready to do your duty? Mình đang cần lính spy. Lính spy này nó chống kỵ binh tốt. Máu nó thấp nhưng mà nó lại có thể dàn đội hình được. Nhất là khi mà đánh nhau với đội quân mà đúng rồi nhỉ, nếu mà ra đội hình mà cho bọn này nó làm tường, sau đó cho bọn này nó đứng xen kẽ vào cùng thì phòng thủ cực chắc luôn. Hơn là lính này chỉ đi công thành thôi. Ừ, đang xem nghiên cứu sẽ đánh kiểu gì. Thôi rồi, từ từ. Thay đổi chiến thuật mà chưa được thực nghiệm thì cũng chưa chắc đâu. Thằng phanh chắc sắp dẹo. Mình kể ra bây giờ mình thuyết phục được mấy thằng kia nó thành chư hầu thì nó tốt nhỉ. Là coi như cũng đã thống nhất được mà. Thử chuyển đổi xem nhỉ. Chuyển đổi như vậy thì
thay lính kiếm ở lính Spear. Máu sẽ chất thấp hơn, nhưng mà khả năng phòng thủ của đội hình thì cao hơn. Đương nhiên là chống kỵ binh cũng tốt hơn rồi. My lord expects that you will find it prudent to add a small, almost trifling sum to his treasury. Mỗi cái đứa con hòa bình tít ở góc đấy thì ai hòa bình được với mày? Thắng lợi quan trọng. You have recruited so many units, the treasury is crumbling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost, as well as... Chi phí quân sự quá lớn. War be praised! How can I help? Come, sit, share my fire. War be praised! How can I help? Công cái thanh này đã. À! Có cả thanh niên này đánh yểm trợ à? Thú vị. Tốt. Ngu ngốc là gốc rễ của mọi tội ác á. Hả? Hôm nay mình mới biết điều này đấy. Nào mấy thanh niên tiếp viện vào từ hướng nào nào? Ui ồ, sao thành của nó vãi thế này? Thế sao như này thì làm nào lên được? Ôi sao đi theo con đường này à? Ôi ôi, chạy lòng vòng theo con đường này. Lên đến đây. Vào đây. Có cái đường nào đi dễ hơn không? Cũng như nhau cả. Đẹp. Bên đấy nó có tháp canh. Bên này nó không có tháp canh, có hai cái tháp canh thôi. Đây thì có hai cổng thành thì đương nhiên có hai tháp canh rồi. Ô cái thành này của nó vãi thế nhở. Mà thậm chí là mình còn không nó không dàn quân ở hướng này được ấy chứ. Chưa thấy có cái thành. Thành này chơi phòng thủ thì tuyệt vời nhỉ. Nó tấn công hướng này cho xe bắn đá của mình đứng trên này. Nó cung tên đứng trên này lã xuống. Lập đội hình đứng chỗ này phòng thủ thì ai vào được. Đây. Có mỗi cái con đường nhỏ này thì ai mà vào được. Thành của nó hay đấy. Thanh niên nào thiết kế cái thành này đấy? Thanh niên nào thiết kế cái thành này mà hổ báo thế? Tầm bắn tới mà phải đi qua sông. Bộ binh của mình phải lội qua sông. Đứng ở đây vậy. Đứng đây đi. Xa mấy cái tháp canh của nó ra. Đợi nó phơi chết thì toi. Wow, chỗ này không có tháp canh. Đứng ở đây đi. Lá vào đây cho anh.
Ô, quân đồng minh của mình nó vào từ hướng kia. Ấy, hai các cánh này đều có xe bắn đá nha. Có mỗi cánh này của mình là không bị xe bắn đá thôi. Chọn đúng hướng để tấn công ấy. Kỵ binh của nó này. Đâu không biết. Cháy cổng rồi. The gates are destroyed. Forward. Tám mốt phần trăm cháy. Cố lên. Úi dồi ôi. Cố lên chứ, bắn trúng đi chứ. Bắn toàn xịt nè. Đâu ấy cô? Rồi bắn xong rồi đây. Rồi cháy rồi, cháy rồi. Tháp canh rồi, cháy rồi. Tốt rồi, bắn lốt cái tháp canh này nữa là xong. Tường của nó mấy phát nữa là sập. Sập thì sập, chả sập thì mình cũng vào được rồi, bởi vì nó vỡ cổng thành rồi. Bảy phần trăm. Quân đồng minh của chúng ta bị tấn công. Một trăm phần trăm, ớ ngọt. Rồi đục lốt cái tường này ra nữa. Anh em tiến vào. Xe bắn đá tiến vào đây rồi. Úi dồi. Vãi cả cái thành của nó đấy. Ôi dồi ôi, nó cẩu. Chết. The enemy is attacking our general. Tướng quân của chúng ta bị tấn công á. Ơ, thằng nào tấn công? À. Ai mà tấn công tướng của chúng ta? Điểm trợ cho bộ binh di chuyển vào. Units.
À, từ. Đến đây. Từ. Cho kỵ binh ra kìa. Pháo đâu? Lã. Tướng của đồng minh chúng ta đã ngã xuống. Mẹ nó, đồng minh của chúng ta đã bị đánh tan tác. Thanh niên nào dịch vãi chưởng thế. Thanh niên nào dịch và vãi chưởng thế nhỉ? Thôi hết đạn rồi. Đến bạn. Tiến vào rồi. Thằng nào mà nó bắn phát là mình điểm trợ ngay. Ui, thành rồi. Đi lên để phải vòng đường này cơ. Bãi cái thành. Thành gì mà gớm thế nhỉ? Ôi, bắn tên giáp thế. Bắn đạn thường thôi. À, đạn rít gió đi. Rít gió để khử bọn con tên này là được. Nhanh xem nào. Nhanh chết hết con mình rồi. Bắn tên ác quá. Để nó bắn này chết nhiều lắm. Mấy thằng cung tên Bắc Âu nó bắn giáp thế. Xốc vào. Bắn luôn bọn này cho anh. Ồ. Thằng cung tên nó đông thế. Con đường hẹp như này mà chơi phòng thủ này. Thành này, thành để phòng thủ. Có test studio có thể tuyệt không? Ủa, nó bắn hết cả tên rồi. Ủa, có test studio thì tuyệt quá. Losing their advantage.
chạy đến đâu. Tháp canh đã bắn công thành ngạo hao quân địch vua vũ tháp canh. Ok kìa nhanh. Ok kìa, chạy ra đây, chạy tới nơi rồi còn chạy lại. Ok kìa, con ngựa bị ngáo đá à? Con này cho nó lên đây nó giải quyết bọn này. Đông ghê nhỉ. Giết. Enemy units have returned to the battle. Okay. A victory point is almost within our grasp. Tướng mình làm cho gì mà vào đây tận đánh nhau cận chiến với nó này. Black tidings. Chết thật tướng rồi. Vung vãi trưởng. Đang thay máu quân đội hết rồi. Mình thay máu quân đội hết rồi. Ok rồi. Đứng đây. Trận này thiệt hại mỗi thằng tướng rồi. Nhưng mà hơi tiếc ấy nhỉ, tướng này chỉ số khá cao ấy. Rồi thay đi, cho các cái tướng trẻ nó có cơ hội được cầm quân. Đám con cháu của mình nó đông quá, mình chưa thấy có thằng nào được cầm quân rồi. Ôi dồi, xong. Một chiến thắng dứt khoát nhưng mà tướng của chúng ta lại hy sinh. Một thằng. Cướp phá phát đã. Kẻ ham muốn quyền lực. Ru vị xí với đấu với La Mã, nhiệt huyết giảm, hoạch định ra, xảo quyệt tăng. Mình rất cần mấy cái thằng. Những thằng nào mà thủ quỹ. Chưa thấy có thanh niên nào thực sự đáng nể một chút nhỉ. Hoạch định ra đây rồi, cho cái thằng hoạch định ra này. Hoạch định ra thì nguyên cái này của nó đã cộng được 2 sọc quyệt rồi.
Nó thêm một cái này nữa. Đấy, nó đã có sẵn 4 sở quyệt rồi. Đi xây dựng. Tốc độ di chuyển. Giáp cho đạo quân chỉ huy. Quý duy trì cho kỵ binh à? Sát thương cho bộ binh cận chiến. Thẩm quyền. Người hùng Jackman. Cộng 4 thẩm quyền luôn này. Cái này cộng 2 này. Cộng 2 nữa này là 4 thẩm quyền. Thằng này thẩm quyền đang thấp. Tốt. Xảo quyệt thì rất cao rồi. Rồi. Cặp trại cho anh. Come, sit, share my fire. Cho thằng này một cái xe bắn đá để nó đi phá. On the move, lads. Nó phải có cái xe bắn đá thì nó mới nó phải có cái xe bắn đá thì nó mới phá thành được. For the tribe. Guard be praised. How can I help? Guards be praised. Excitement. Rồi. Còn một cái thành này nữa cho mày chết. Ở đây thì mình đâu nhỉ? Nó có một cái đạo quân gì vừa chạy ra chỗ này này. Mình vừa nhìn thấy có một thằng chạy đâu ra đây. À đây rồi. Thành này. Đây chỉ là một cái làng. Công. How can I help? What do you want? Mấy thằng này cứ thích đến đây để gây sự với anh à? Mày chết chưa? Ái chà, nhưng mà mình vẫn kiếm được tiền thì mình không sợ âm tiền nhiều quá nhưng mà. Ái chưa. Ready for battle. Vấn đề là hết lương thực ấy nhỉ? Thirsty for battle. Cấp 3. Có thể xây dựng thêm. Rồi, thay thêm ruộng riết đi. Ready for battle. Xem lực lượng của mình. Có hai tướng là ngoại tộc đấy. Thế nào sẽ cân bằng hơn một chút xíu. Tăng trung thành và đoàn kết. Có đàm phán được với thằng nào nhỉ? You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Không thằng nào chịu mấy cái đàm phán này của mình. Be welcome. Let us talk and then enjoy good rum. Đòi tiền mình à thế. Welcome and let us be honored by your attempt. Có một cái thành ở cái làng cả con này mà cũng hổ báo thế. Phía bắc thì đã là Visigoth. Chạy ra đây. Đất này đất của thằng nào đây? Chiến tranh mỗi thằng Visigoth tít chân kia thì đánh nhau cái gì? Quân ly khai La Mã. À được, qua lượt đã. Hung nô là sống bằng cướp bóc và đốt phá. Nếu mình đưa lốt quân đoàn này xuống nữa thì là mình sẽ có hai quân đoàn, bốn quân, các quân đoàn của mình sẽ hợp nhất ở đây à? Luân phiên đi đánh nhau. Bây giờ mà tiến lên đánh bọn phương Bắc thì này.
Thằng Phanh là thằng cuối cùng ở phương Bắc này. Mình chỉ lo là hai quân đoàn của mình liệu có ăn được nổi bọn chúng nó không. Thời tiết đã tốt hơn rồi. What is all? Đang hồi quân. Come, sit, share my fire. Thanh niên này. For the gods. Này. Có một cái xe bắn đá kìa. Laying siege to their hovels. Nó có quân quá đâu. God be praised. How can I help? Đánh này để kiếm tí kinh nghiệm này. Ten grey guides my steps. Is there nothing else? For the gods. On our way. Ready for more orders. Làng nhỏ cướp kiếm tiền. Úi dồi ôi, nhiều tiền phết đấy. Trông thế mà được nhiều tiền phết. For the tribe. Grab it, pray. How can I help? Thirsty for battle. Ready for battle. Fight. Mua một cái xe bắn đá nữa. Phía Nam này thì sao nhỉ? Mua đủ quân chưa? Ready for action. Đã đủ quân. Có hai đội speed. Ready for battle. For the gods. Ôi, đây rồi. Này nó mới trâu chứ, tăng giáp vào rồi. Mà giáp của bọn Hung Nô này về căn bản cũng không mạnh. Nếu mình chọn xuống tấn công xuống hướng này thì bây giờ đất của thằng này nó còn rộng nhỉ. Thằng này nó còn mấy thành nữa, 11 thành chắc nó kiểm soát hết khu vực phía Nam nhỉ. Chắc vậy. Ready for action. Hồi quân đã. For the tribe. Thằng này à. What do you want? Sabotage. Good. Úi giời. The road goes ever on. Cho thanh niên ở lên đây để truyền đạo. Posing to rest. Moving unseen. Yes. Lại phải mất mấy lượt nữa mới lại hồi lại được rồi. Nó hai con đoàn đây. What do you want? The ravens come. This was not the success. Tướng cấp cao đấy, áp sát được thằng đấy thì... Úi dồi, độ này ngon mà. Nhưng mà... Ready for battle.
này thì chưa hồi phục hoàn toàn. Công thành. Bọn này nó sẽ nhảy vào à? Rất nhiều cung tên. Warriors all. On the move, lads. Xem tình hình nào. Is that so? Thirsty for battle. Sword of my people. Your next command. Ready for battle. Quar be praised. How can I help? Xem tình hình thế nào. Độ nghiên cứu khoa học của mình à. Này còn lâu lắm nhỉ. Mãi chưa mắc được. Cướp được có 42 đồng. Ready for action! Thirsty for battle! You fear us! Tuyên bố chiến tranh! Thằng điên này! Thằng điên này! Thằng điên này! Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi! Mình chưa rảnh giải quyết bọn Bắc Âu ấy. Nó đang thỏa hiệp với quân mình à? Có thể là mình sẽ giải chọn giải pháp bắt một số thằng làm chư hầu nhỉ. Nếu mà bắt làm chư hầu thì bọn này làm quân cử quân đi làm ám sát mình hơi đông. À, ám sát được tướng của mình à? Ám sát được một tướng của mình rồi. Hoạch định ra thẩm quyền chỉ một. Chuyện này cũng có một thằng hoạch định ra đâu nhỉ. Nó lại có thêm cái skill gì đấy. Nó lại thản nhiên. Thành viên nội các của mình thay đổi liên tục. Bỏ rơi sờ bụn. Ôi, thằng này không thể làm thái tử được. Dễ nhìn tò mò thản nhiên. Không được. Kiêu ngạo. Đây. Tướng nó phải kiêu ngạo một tí. Về cái vị để được đề cử. Nó phải dũng mãnh một tí. Nó mới làm thái tử.
đây này, có một thanh niên này bị thương và đang hồi phục. À, 48 tuổi. Thanh niên này cũng kiêu ngạo. Warriors all. Thằng này nó đứng ra ngoài nó gác này à? I shall see them to their ancestors. Ôi ôi. What do you want? The shadows take. Ủa, sao được tướng nó à? Was that mày đó? Chết thằng tướng là một lợi thế, coi như diệt được một đạo quân. Honor me if you must. Yes. What? Đạo quân của nó bên này đâu à? Really? Nothing more? Rồi, đến đây để truyền đạo cho bọn Phanh đấy. Thằng Phanh bây giờ sẽ là lá chắn cuối cùng của mình trước với bọn dợ phương Bắc. Mấy thằng Anglo-Saxon ở phương Bắc. Yes. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.